Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, chi phí không chính thức là chỉ số thành phần thứ 5 cấu tạo nên bộ chỉ số PCI, chiếm tỷ trọng 10%. Chỉ số thành phần này được đưa vào bộ chỉ số PCI nhằm đo lường các khoản chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải trả, như các trở ngại do những chi phí không chính thức này gây ra đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc trả những khoản chi phí không chính thức có đem lại kết quả hay dịch vụ như mong đợi, và liệu các cán bộ nhà nước có sử dụng các quy định của địa phương để trục lợi hay không. Điểm số này là cơ sở để lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố chấn chỉnh lại đội ngũ cán bộ công chức tại địa phương. Trong thời gian qua, chi phí không chính thức đã gây khá nhiều bức xúc cho doanh nghiệp khi làm việc tại cơ quan hành chính. Tuy nhiên, sức nóng của cải cách đang gia tăng nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt là giảm gánh nặng chi phí. Tiếp bước nỗ lực này thì dự kiến chính phủ sẽ ban hành một nghị định về chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Mặc dù vậy, để giải quyết được bài toán cắt giảm chi phí không chính thức này không phải là điều đơn giản. Chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này với chủ đề cắt giảm chi phí không chính thức, bài toán khó tìm lời giải sẽ hiểu sâu hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, nhiều chuyên gia khẳng định các khoản chi bôi trơn, tặng quà hơn mức thông thường, các ưu đãi trong ký hợp đồng, các khoản ưu đãi khác và mâu thuẫn lợi ích xảy ra khá phổ biến ở Việt Nam. Tình trạng này tác động tiêu cực tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, làm tăng chi phí hoạt động do kinh doanh, làm nản lòng các doanh nghiệp kinh doanh lấy liêm chính làm nền tảng phát triển trong dài hạn. Mời quý vị đến với phóng sự tổng hợp sau đây của chúng tôi để hiểu về thực trạng chi phí không chính thức tồn tại ở Việt Nam. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp có thể được chia làm 3 loại cơ bản như sau: chi phí sản xuất, chi phí tuân thủ pháp luật và chi phí không chính thức. Trong đó, chi phí không chính thức là thuật ngữ dùng để chỉ loại chi phí mà doanh nghiệp tự nguyện hoặc bị ép buộc chi trả cho cơ quan, cá nhân có liên quan trong quá trình kinh doanh, đặc biệt là khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc khi có giao dịch với cơ quan nhà nước. Khác với 2 loại chi phí trên, chi phí này không trực tiếp phát sinh từ nhu cầu sản xuất hay nằm trong yêu cầu của quy định pháp luật. Ngoài ra còn có chi phí khác, đó là chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội là thiệt hại cho doanh nghiệp phát sinh từ việc chậm trễ hoặc không tiên liệu được kết quả khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc yêu cầu của pháp luật. Số liệu cũng cho thấy, hiện tại Việt Nam đang đứng thứ 68 trên 190 nền kinh tế được đánh giá về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới và đứng thứ 55 trên 137 trong bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Như vậy, Việt Nam được đánh giá xếp hạng khá cao so với những nước có nền kinh tế thu nhập trung bình và có xu hướng tăng lên theo thời gian. Tuy nhiên, số liệu thành phần cho thấy tham nhũng đang là nguyên nhân kìm nén sự phát triển kinh tế của Việt Nam so với các nước Đông Nam Á khác. Cụ thể, Việt Nam đứng thứ 81 về đạo đức và tham nhũng, xếp thứ 109 về các khoản chi không chính thức và hối lộ trong tổng số 137 nền kinh tế được đánh giá. Và tham nhũng được coi là vấn đề đang gây khó khăn thứ 3 trong kinh doanh ở Việt Nam. Trong chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2017 của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, Việt Nam đứng thứ 107 trong tổng số 180 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá. Gánh nặng về thủ tục kéo theo chi phí và thời gian là những câu chuyện không mới nhưng lại luôn làm các doanh nghiệp phải đau đầu. Quy trình nhập khẩu hoặc xuất khẩu một số sản phẩm. Thế thì những cái đấy là cái mà được đề cập nhiều nhất. Thế thì gần đây thì cũng có rất nhiều những cải thiện nhưng mà vẫn còn những cái mà quan ngại, bởi vì cái chi phí để cho phục vụ cái quy trình đấy nó vẫn còn cao. Vâng, tôi nói ví dụ bây giờ chúng tôi có 4 địa điểm kinh doanh cần thay đổi thì chúng tôi mất 4 lần. Thì cái chi phí đương nhiên lại liên quan 4 lần. Đấy, còn nếu mà cứ thay đổi một cần thuê chỗ mới chúng tôi lại phải làm một lần nữa. Đấy thì nếu mà như lần cách cũ ấy, thì là 4 lần trong một tờ thì chỉ tính phí một lần thôi. Nhưng bây giờ phải là 4 lần đó. Đấy, thì tôi thấy bất cập ở chỗ đó. Tôi thấy cái việc mà cải cách về thủ tục hành chính ấy là những cái rất là cố gắng của chính phủ rồi. Đấy, nhưng mà đương nhiên chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa đấy, từ trước đến giờ không dễ dàng gì mà có thể thay đổi ngay được. Đấy, về phía doanh nghiệp thì chúng tôi vẫn bị gặp những cái khó khăn về con người đó, cái mà mình hay nói là trên giải thảm nhưng dưới giải đinh.
Thì cái đó là cái mà chúng tôi phải. Còn đương nhiên về cái quy trình thì như theo tôi được biết là nó giảm cái tỷ lệ các cái thủ tục giấy tờ, giảm tới mấy 20-30% các loại giấy tờ, giảm cả thời gian để làm cái thủ tục đó. Nhưng đó là trên lý thuyết. Đó, còn thực tế chúng tôi đi làm cái gì khó thì chúng tôi vẫn phải xử lý theo cái thực tế, nó cũng không hề dễ dàng hơn là bao nhiêu. Theo kết quả khảo sát doanh nghiệp trong báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thì có đến 59% doanh nghiệp phản hồi cho rằng đã phải trả chi phí không chính thức. Trong số này có đến 9,8% doanh nghiệp cho rằng đã phải trả hơn 10% doanh thu cho các khoản chi phí không chính thức. Mặc dù hiện tượng này có giảm so với năm trước, nhưng mức độ chi trả chi phí không chính thức như nêu trên là nghiêm trọng và lớn. Ngoài ra, các chuyên gia cũng ước tính chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải chịu là rất lớn trong một số lĩnh vực cụ thể. Ví dụ, đó là chi phí không chính thức mà các chủ hàng xuất khẩu của Việt Nam phải gánh chịu có thể lên tới 250 triệu đô la Mỹ vào năm 2020. Con số này được tính toán dựa trên chi phí để làm thủ tục hải quan nhanh chóng và chi để bồi dưỡng chặng vận tải nội địa. Mức độ phổ biến của chi phí không chính thức thậm chí còn được nêu thành một thứ văn hóa, đó là văn hóa phong bì. Rõ ràng, để có thể đạt được mục tiêu mà chính phủ đã đề ra đến năm 2020, cả nước có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thì có lẽ việc làm cần thiết và trước mắt là phải giảm được những mối lo về gánh nặng chi phí cũng như thủ tục thì doanh nghiệp mới có động lực để hình thành và phát triển. Có ý kiến cho rằng nhiều doanh nghiệp tự nguyện chi trả chi phí không chính thức. Tuy nhiên, ngay cả khi doanh nghiệp tự nguyện chi trả chi phí này thì cũng bắt nguồn từ chi phí không chính thức. Khi mà chi phí không chính thức phổ biến thì một doanh nghiệp không thường sẽ lo ngại rằng nếu mình không chi phí thì có thể công việc không hoặc chậm được giải quyết, dẫn đến họ phải chủ động chi phí trước. Hoặc cũng có trường hợp doanh nghiệp thấy rằng chủ động chi phí trước sẽ có lợi hơn nếu thủ tục được giải quyết kịp thời. Ví dụ tránh được tiền lưu kho, bán hàng kịp thời, tận dụng tốt hơn cơ hội kinh doanh. Và nó lý giải phần nào vì sao cắt giảm chi phí không chính thức vẫn là bài toán khó giải. Bằng chứng thực tế từ kết quả điều tra PCI của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy phần nào nguyên nhân và điểm làm phát sinh chi phí không chính thức. Nguyên nhân cơ bản là chất lượng yếu kém của hệ thống thể chế, quy định pháp luật. Hệ thống quy định pháp luật, thủ tục hành chính không rõ ràng, không hợp lý, phức tạp và không tiết liệu được đã tạo thành cơ hội cho các cơ quan, cán bộ liên quan nhũng nhiễu doanh nghiệp và đòi hỏi chi phí không chính thức. Năm 2017, có đến 44,6% doanh nghiệp cho rằng cán bộ sử dụng quy định để nhũng nhiễu doanh nghiệp. 44,9% doanh nghiệp cho rằng phải trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh tra, kiểm tra. Và 53% doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức khi làm thủ tục thông quan. Ngay bản thân chúng tôi cũng đã hỗ trợ rất nhiều các doanh nghiệp, cũng đi xin một số giấy phép liên quan đến cái lĩnh vực họ hoạt động kinh doanh. Luật nó quy định chúng tôi nghiên cứu thì luật quy định như này, nghị định quy định như này, nhưng mà thông tư nó lại quy định thêm một số vấn đề. Và khi đến cái cơ quan đó, họ lại đưa ra chúng tôi một cái bản hướng dẫn, lại có những cái thêm cái mới. Cho nên đấy là những cái rắc rối mà tôi nghĩ rằng tới đây chính phủ cũng lên xem xét đến cái vấn đề này để làm sao mà hạn chế được những cái phiền hà và cơ quan mang nhà nước đem lại cho doanh nghiệp cũng như người dân. Thì vấn đề mấu chốt ấy, theo quan điểm của tôi với tư cách là một luật sư đấy, thì tôi cho rằng là vấn đề là có nhiều điều kiện hay ít điều kiện, dễ bàn và dễ giải quyết, và đó thực ra không phải là vấn đề. Mà vấn đề chính là gì? Dù có ít điều kiện chăng nữa, nhưng mà các cái cơ quan nhà nước, các cái cán bộ thừa hành trong cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước khi giám sát, khi cấp các cái đăng ký kinh doanh, thế rồi thì khi thanh tra, khi kiểm soát ấy, gây nhũng nhiễu, gây phiền hà, không cần thiết. Điều đó mới là điều quan trọng. Và đấy mới là cái điều tạo nên cái sự bức xúc thật sự của các doanh nghiệp, chứ không phải bản thân các quy định. Tóm lại, ở đây là cái vấn đề là cái thái độ hành xử của phía các cái cơ quan quản lý nhà nước trong cái hoạt động hàng ngày của họ để cấp phép, để giám sát, để thanh tra. Và cái vấn đề đấy chưa giải quyết được thì nó còn cái câu chuyện
là cực chẳng đã là cứ phải dạy giáp tất cả các cái điều kiện kinh doanh đi, thì cái giải giáp cái điều kiện đó thì thực ra nó dẫn đến những hệ quả khác, nên đấy tôi cho rằng nó lại không phải là vấn đề. Nguyên nhân tiếp theo là thực thi pháp luật không nghiêm, không công bằng và minh bạch, hoặc lợi dụng địa vị của cán bộ giao nhiệm vụ để sách nhiễu doanh nghiệp. Ví dụ, có đến 18,9% doanh nghiệp trả lời đã cho rằng không sử dụng tòa án vì lo ngại tình hình chạy án. Vâng, thì rõ ràng là tuy là có nhiều ưu điểm, nhưng mà quý vị có thể thấy được là hiện nay thì khi lựa chọn bất kỳ một cái phương thức giải quyết tranh chấp nào, doanh nghiệp, các bên tham gia sử dụng cái phương thức giải quyết tranh chấp đó luôn luôn đặt ra một cái câu hỏi đầu tiên, đó là cái hiệu lực pháp lý của cái phương thức này. Thì rõ ràng là các anh chị có thể biết rằng là năm 2017 chính phủ mới ban hành một cái nghị định hòa giải đầu tiên xác lập về hiệu lực pháp lý, về chế định hòa giải, về hiệu lực pháp lý của kết quả hòa giải. Thế thì rõ ràng là trong quá khứ thì đã có những cái nhu cầu sử dụng cái phương thức này. Nhưng tuy nhiên do cái quyền lợi của các bên không được đảm bảo, đặc biệt là khi kết quả hòa giải được ban hành mà các bên không tự nguyện thi hành thì sẽ không có một cái cơ chế pháp lý nào tổ chức cưỡng chế, thì dẫn tới là quyền lợi các bên không được đảm bảo. Thì đấy là một trong cái quan ngại dẫn tới là việc các bên rất là e ngại khi sử dụng cái phương thức hòa giải. Bên cạnh đó, số liệu thống kê còn cho thấy 70% doanh nghiệp cho rằng phải có quan hệ mới có được tài liệu của tỉnh, và chỉ có 2,44% cho rằng dễ dàng tiếp cận với tài liệu quy hoạch. Còn đây nhiều khi nó không phải là do cái ý thức, mà nó do cái hệ thống pháp luật của chúng ta nhiều khi nó quá đồ sộ, cho nên là cái việc nghiên cứu kỹ mà để dám làm, để mà ra được ngay vấn đề, cái đấy là cả một vấn đề. Cho đến nay thì chúng ta chưa được đánh giá cao về cái chất lượng thể chế, cái chất lượng của các cái thủ tục hành chính. Việt Nam mới đang được thế giới đánh giá cao ở cái sự ổn định về chính trị xã hội, ở cái quy mô của thị trường và ở cái chi phí lao động thấp, chứ chúng ta chưa được đánh giá cao ở cái chất lượng thể chế và cái chất lượng của thủ tục hành chính. Và chính vì vậy cho nên cái yêu cầu quan trọng nhất để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch cho các doanh nghiệp vẫn là cái tiếp tục rà soát, sửa đổi các cái quy định pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, chi phí tuân thủ pháp luật, chi phí làm các thủ tục hành chính, thuế, phí, lệ phí thì còn cao trong cơ cấu chi phí chung của doanh nghiệp. Một số quy định về thủ tục hành chính chồng chéo, phức tạp, thậm chí không thực sự cần thiết, làm gia tăng thời gian và chi phí chính thức của doanh nghiệp. Về chi phí không chính thức, đối với tiệm cận các dịch vụ công như đăng ký kinh doanh, đăng ký thương hiệu, khai báo, thuế, hải quan, v.v., những chi phí này đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, đối với các khoản chi phí cho việc tiếp cận dịch vụ công như xin cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, đấu thầu, đánh giá tác động môi trường, tiếp cận vốn ngân hàng chưa thấy có sự cải thiện. Tầm nhìn của các chính sách của chúng ta, sự sống của các chính sách chúng ta tương đối là ngắn hạn, chưa có một chính sách dài hơi 5 năm, 10 năm để giúp cho các doanh nghiệp yên tâm trong vấn đề đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Bởi vì chúng tôi đánh giá là chính sách và nghị quyết cũng do là con người chúng ta thực hiện. Do vậy thực hiện nhà nào đó để phục vụ giúp cho doanh nghiệp chúng ta được thuận lợi trong vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh thì cái đó còn hạn chế. Một cái hạn chế nữa đó là cái sự tính liên kết, hợp tác và đồng thuận trong sự thay đổi giữa chính quyền cũng như doanh nghiệp trong thời gian vừa qua là chúng ta cũng chưa được thống nhất cao. Ý ở đây chúng tôi muốn chia sẻ là chúng ta chưa đồng thuận trong vấn đề chia sẻ những cái khó khăn, những cái vướng mắc giữa các nơi. Rõ ràng để giải bài toán cắt giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp là việc làm không hề dễ, bởi nó không chỉ liên quan đến những lỗ hổng trong hệ thống quy định của pháp luật, liên quan đến ý thức chủ quan của những người thực thi pháp luật, mà nó còn liên quan đến tâm lý bị động và tìm cách lách luật của chính bản thân các doanh nghiệp. Trước thực trạng này, dự thảo chương trình hành động của chính phủ đặt mục tiêu cắt giảm đáng kể chi phí tuân thủ quy định của pháp luật và cả chính thức và không chính thức, đồng thời tạo dựng một môi trường kinh doanh chi phí thấp, ổn định, dễ tiết liệu, khuyến khích đầu tư, gia nhập thị trường và cạnh tranh. Và cộng đồng thì đang rất mong chờ sự ra đời của dự thảo này.
để rồi nó sớm được đưa vào triển khai trong thực tiễn. Nếu không thì bài toán khó về chi phí không chính thức sẽ mãi là một bài toán không lời giải. Phần cuối của chương trình như thường lệ mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty Luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, có khán giả ở địa chỉ mail.linhphạm@gmail.com gửi thư về chương trình và hỏi: cho tôi hỏi vấn đề như sau, công ty của tôi tổ chức đấu thầu nhưng chưa biết áp dụng hình thức như thế nào cho đúng. Gói thầu là hàng hóa dịch vụ có giá trị không quá 600 triệu đồng. Vậy tôi hỏi, tôi có được áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn hay không và thủ tục như thế nào? Mong chuyên mục giải đáp giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Mời luật sư trả lời ạ. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu năm 2013, chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và được thuộc một trong các trường hợp sau đây. Trường hợp 1, gói thầu dịch vụ phí tư vấn thông dụng và đơn giản. Trường hợp 2, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng sẵn có trên thị trường với các đặc tính đã được tiêu chuẩn hóa và đã tương đương nhau về chất lượng. Thứ ba là gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế và bản vẽ thi công được phê duyệt. Căn cứ vào cái điều 57 của Nghị định 63 năm 2014 quy định về phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh, thì chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường quy định tại khoản 1 điều 23 mà tôi vừa nêu trên có giá trị không quá là 5 tỷ đồng. Thứ hai là chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 23 luật đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng. Gói thầu quy định tại điểm B và điểm C khoản 1 điều 23 của luật đấu thầu có giá trị không quá 1 tỷ đồng. Và gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng. Như vậy trong trường hợp này của công ty bạn là gói thầu mua sắm hàng hóa dịch vụ có giá trị khoảng không quá 600 triệu đồng thì vẫn thuộc cái trường hợp được áp dụng chào hàng cạnh tranh rút gọn. Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra các cái nội dung nêu trên thì cũng đều là căn cứ trên quy định pháp luật và do bạn cung cấp. Và để tìm hiểu kỹ hơn, nội dung kỹ hơn thì bạn có thể tham khảo thêm Nghị định 63/2014 của Chính phủ về vấn đề này. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên chương trình Luật sư Doanh nghiệp sẽ được phát sóng vào khung giờ mới 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.